Anh về rồi nghe. Anh Xanh. Về rồi à? Anh có vui không? Toàn những món mà anh thích ăn nhất nè. Nè, cởi áo, cởi áo. Tôm, cua, cá, có gà, nấu nấm, đông cô. Nè, áo gì nịch ra. Làm gì? Em tắt lỏng giùm anh, lát nữa anh ăn đầy bụng luôn á. Nè, coi đi. Bộ em biết nấu những món này hả? Là anh dạy đó. Không biết nấu, có thể dùng tiền mua. Em đã bỏ ngàn mấy ra mua đó. Nè, ngồi xuống. Anh sao vậy? Hả? Cũng có giỡn với anh mà nghe. Ê, anh coi nè. Ăn được á, ăn được thiệt mà. Đừng có giỡn với anh mà nghe. Em tốt với anh quá làm anh sợ á. Anh kỳ thiệt á, ủa từ ngày em đối xử tệ với anh lắm à. Có phải chị Mụi nói chuyện sáng nay cho em biết không? Hả? Vậy chuyện sáng nay anh vô tội mà. Anh không có tội đâu nghe ha. Anh đã tránh rồi nhưng mà không tránh được. Anh đâu có ngờ anh được người ta yêu thương phải không? Em cũng có giận. Đẹp ngồi đi. Không giận anh thật hả? Bạn trai em á, được người khác đeo đuổi, tức là em kéo chọn rồi, phải không? Tất nhiên rồi. Hơn nữa đó, anh đã thề rồi. Phải. Anh đã thề cái gì? Anh thề là kiếp này anh chỉ yêu mình Chu Tố Nga thôi. Anh sẽ không yêu cô gái khác. Thì phải rồi. Sao em lại giận chứ? Thật hả? Thật đó. Cô cho chú Sanh Kỳ Thi Linh chứ có kết quả tốt, vậy mới có hy vọng lấy vợ được. Lấy đi, lấy đi. Cảm ơn phụ hộ, Vậy này chú Sanh đã có kết quả rồi. Sao chú thấy chú ấy gọi điện về vậy? Sao rồi? Không có ai nghe hết á. Vậy à? Điện thoại cũng cúp luôn. Chết rồi, chắc là anh bị rớt rồi. Bậy quá à, vỗ đi đó, nó lại giùm cái đi. Linh, cái xấu lại đến. Bậy không à? Không, không có nói gì hết, nuốt cái bụng rồi, Chú Sanh nhớ vậy vậy kìa, sao rồi? Sao rồi? Chú Sanh, sao có vẻ thất bại quá vậy, mà cô chú phờ phạt quá à. Sao kỳ quá vậy chứ? Nè, không sao đâu, có phải chú đã thi rớt rồi không? Không có cái gì đâu chú Sanh. Có chuyện gì cứ nói ra cho mọi người biết hết đi. Tôi chịu đựng nổi mà. Nga. Em đây. Anh muốn nói với em hai câu thôi. Anh nói đi. Nếu như anh thật sự không ổn, em có chịu không? Anh có gì không ổn? Chịu cái gì? Tất cả cũng tại anh đã hứa với em, nếu anh thi không lên chức thì chúng ta không lấy nhau, có phải không? Bây giờ báo chí đã đăng tin, ai ai cũng biết anh đã hứa rồi, sao có thể nuốt lời được? Phải, đã hứa rồi á thì cũng nuốt lời được. Nhưng mà lúc tâm nghiệp đám cưới á, có dư mấy bạn trước cuối năm là phải đi ăn luôn đó. Phải đó. Chứ biết không chú Sanh, dư mấy bạn lận bò uổng lắm. Phải. Dư mấy bạn là chuyện nhỏ thôi. Đợi ngày mừng thọ của chị Mụi dùng đãi khác là được rồi. Còn tiền đám cưới á, được chụp hình đám cưới miễn phí. Phải đó, chụp hình đám cưới mắc lắm. Phải đó, đi chụp với chị Nga đi chứ. Phải rồi, đi. Lâu rồi cả nhà mình không có chụp hình chung cả nhà. Coi như chụp hình cả nhà là được rồi, bây giờ đang thịnh mà, đúng không? Nè, Trần Tiểu Sinh, sinh nhật á, tôi tự biết nấu ăn. Hình á, cả nhà, tôi có máy chụp hình tự chụp cũng được mà. Mấy thứ đó để đám cưới chú với con Nga sử dụng đi. Phải đó. Chị tưởng là em không muốn sao chị Muội? Tại Nga không chịu thôi mà. Nga phải đợi em thăng chức rồi mới chịu làm vợ em mà, phải không Nga? Xin lỗi nha Nga. Anh hứa với em lần này thi không được thì lần thứ hai không được thì lần ba sẽ có ngày anh thi được mà, phải không? Phải. Em còn trẻ mà, phải đợi anh nha. Em phải đợi anh đúng nha Nga. Đợi nữa hả? Em không đợi được đâu. Cũng phải, ý em tức là anh không đợi được. Anh muốn lập gia đình sớm. Vậy thì cưới sớm đi ha. Cưới không đi. Không được rồi, không được đâu, không tốt lắm đâu. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc mà Nga. Không miễn cưỡng. Chị Mụi đi giúp mình á, giúp mình chọn ngày rồi. Phải đó, hôm đó là ngày tốt rồi, mà. Không có miễn cưỡng. Không có tốt lắm đâu Nga. Làm như em thèm lấy chồng vậy đó, không có được đâu. Trong lòng anh sẽ rai rứt mà Nga. Mọi người cũng nhìn thấy mà, phải không? Làm như Nga thèm lấy chồng vậy đó. Anh ngại lắm chứ Nga. Anh đừng nói vậy mà. Vì anh á, không sao. Không sao đâu ha. Không sao. Nga, em tốt với anh quá. Anh thật là vô dụng đó Nga. Trời quá, sao nói vậy? Trời ơi, hả? Chết rồi, có phong thư không thăng chức được, bị người ta đuổi việc rồi hả? Không phải chứ. Có bị người ta đuổi việc đâu à Nga. Em thấy mình vô dụng quá, ba mấy tuổi mới thăng chức thanh tra cao cấp. Ê, trời ơi, nói dối nữa hả? Tát miệng đi, tát miệng. Anh xấu lắm, Không. Trời ơi, dám chọc người ta nữa, thiệt tình là xấu ghê á. Em còn giỡn dài dài nữa, chứ bộ sao đây 24/24 giỡn hoài á. Em sợ anh giỡn không nổi.
Nhường anh đi mà. Nhường gì mà nhường chứ, xấu quá.